Đặc sản thịt dê đằng nào thì cũng hết, cho nó hết ca thì mình sẽ like nốt trận Nam cho mọi người xem nha. Thể công là bên tay trái và bên Bình bên tay phải trong màu cam. Xem bóng xét đấu đầu tiên. Ninh Bình phát bóng trước. Số 12 Ninh Bình. Điểm số đầu tiên cho Thể Công. 1-0. Xem bóng Nam thì có cái gì đó là đập rất là uy lực. Nay bắt đầu bán kết rồi nên khán giả đông mà. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Ninh Bình. Đang cổ vũ cái này bả thế nào. Đang cổ vũ hay ngắt các cháu cổ vũ. Chào bạn Hoàng Kết ạ. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm cho Thể Công 2-1. Lọt nước bình luận nên là anh đi xem đây đấy. Trên dưới rồi. Vâng. Ok. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Ninh Bình 2-2. Phát bóng ngoài sân rồi. Điểm 3-2 cho Thể Công. Xét tấn công luôn cả. Mai anh lai được trận chung kết nữ thôi. Còn tối mai bận mất rồi. Thủ bóng tốt kìa. Bóng không thành công. Điểm cho Ninh Bình 3-0. Bắn bim bim rồi. Đập vạch 3 mét bắn bim bim rồi. Mai trận nữ thì
bên Nhật chắc phải là 5:30-6 giờ tối rồi. Còn bên này là tầm 3:30-4 giờ chiều. Lao rất tốt kìa. Lại ngoài mất rồi, điểm số 4 đều. 5-4, 5-4. 4 đều chứ, đúng rồi, 4 đều. Điểm cho thẻ công 5-4. Các cô gái của Long An lại quay lại chưa về kìa. Mình muốn xuống quá nhưng mà đang mãi lại. Phóng ngoài sân. Sân xuống ngoài nữa nè mà. Đánh gần 5-1. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Tiếc quá cho Ninh Bình, 6-4. Còn thể công đã mua quả bóng đấy rồi. Điểm số 7-4. Nasale. Điểm số 7-4 cho thẻ công. Bóng ngoài sân. Ninh Bình đã cắt cầu. 5-7. Phía xa xa kia vẫn có một vài cô gái Long An. Trâm Phương. Phát bóng leo lưới. 6-7. Hương. Tiên. Bạn số Duyên đang đứng ở cuối sân. Đây các cô gái Long An. Tôi ra cẩn thận, vô bài của ta sẽ cẩn thận. Đập bóng tốt địa cho thẻ công, điểm số 8-6. Thôi trận này mình like hết mê thôi nha. Mọi người thông cảm nha, nếu mà hết mê giữa trường thì thôi nha. Cảm ơn bạn Nasale. 8-6 cho thẻ công. Đập bóng vào rất tốt cho Ninh Bình. Điểm số 7-8. Ok, mình biết mà, có 5.000 một ghi quay nhòe. Nên là thực ra là cũng có nhiều bác tập bóng tốt, có nhiều bác cứ bảo gửi thẻ để mình mua cái bài, nhưng mà thôi cái này mình vẫn lo được. Cảm ơn tấm lòng của các bạn. Điểm số cho thẻ công 9-7. Trong sân 17 cho thẻ công. Xét một Ninh Bình nhập cuộc có vẻ là hơi chậm rồi.
bóng lỗi của Ninh Bình. Điểm 11-7, Ninh Bình cố lên nào. Bên Ninh Bình xin dừng trận đấu, tạm dừng hội ý. Tỷ số trận đấu đang là 11-7, set đấu đầu tiên. Thể công đang dẫn trước. Em chào anh Trần Văn. Đập 3m ngoài rồi. Đập 3m của số 16 rất tốt nhưng mà ngoài sân. 12-7. Em đang rất muốn cho Ninh Bình chiến thắng đây. Phát bóng không qua lưới, điểm đổi điểm cho Ninh Bình 8-12. Bán kết hai nữ đánh xong rồi, bạn Hồng Phan này. Em năm nay 29 tuổi ạ. Bé Đô năm nay 29 tuổi rồi. Bóng trong sân 9-12. 9-12 cho Ninh Bình. Vẫn còn. Bóng tốt của số 12 thể công. Em dạo này chỉ ăn đi trong bóng truyền thôi mà anh Đảo. Mai đánh chung kết rồi anh nhá. Chiều bắt đầu từ 14 giờ là trận tranh giải 3 trước, sau đó là trận nữ và tranh giải 3 nam và chung kết nam là tối mai. Vẫn còn. Bỏ bóng không thành công. Lỗi của bên thẻ công rồi. 10-13 cho Ninh Bình. Bắt bưng một lỗi của thẻ công. 11-13. Hai điểm nó quá là nhỏ bé nhưng mà đôi khi là cũng quyết định một set đấu và một trận đấu lịch sử trận đấu luôn. Gần bán nhau rồi. 11-13. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Rồi điểm cho thể công 14-11. Sân rồi. Điểm cho Ninh Bình 12-14. Lỗi sang qua tay rồi đấy. Lỗi qua tay của thẻ công 13-14. Cháu chào chú Khoa. Thời gian vừa rồi cháu bận quá nên là không duyệt bài ở trên nhóm hội đồng hương được. Chắc chú
bỏ phê duyệt cháu rồi đúng không? Vừa rồi Covid thì cháu đi làm nhiều quá là không chia sẻ, không phê duyệt được thường xuyên. Điểm số 15-13 cho thể công. Đập lao tốt kìa. 14-15 đi lạc. Khán giả bắt đầu đến chật nhà thi đấu rồi. Còn tiếc cho thẻ công quá. Điểm số cho Ninh Bình 15-15. Rất tiếc điểm số vừa rồi của thẻ công. Đây không ạ? Ninh Bình phát bóng. Khán giả bắt đầu đến chật nhà thi đấu rồi. Phát bóng leo lưới rất khó chịu. Còn đập 3m rất tốt, vẫn còn. Chuyền hai đập lao, vẫn còn. Còn bóng chạm tay chắn ra ngoài rồi. Điểm số cho thẻ công 16-15. Hai đội đánh rất là căng. Hai đội đang đánh rất là tỷ số lật căng. Càng nét lên nè luôn. 16-15 cho thẻ công. Đập bóng tốt, điểm cho thẻ công 17-15. Hai đội đánh rất là căng. Cố lên à. Đập bóng tốt, hai đội cứ ăn miếng trả miếng. 16-17 rồi. Ninh Bình có thể thay đổi người số 12 ra sân và số 15 vào sân. Số 10 bên Ninh Bình phát bóng. Ôi, chúng ta sẽ quay đập vạch 3m rất tốt. 18-16. Đập bóng tốt. Điểm cho Ninh Bình 17-18. Vẫn còn. Bóng ngoài sân, điểm cho Ninh Bình 18-18. Đấy, đứng nhiều bắt đầu ngồi đây còn nắm rồi không ạ? Giảm cho
điểm nó thể công 19, 18. Liệu ai sẽ chiến thắng ở set đấu đầu tiên đây? Đổi điểm nhau từng điểm một. Đuổi nhau từng quả một này. Dìu nhau vào set 5 đi. Còn chén. Chén bóng trong sân. 19 đều. Quả đấy bóng trong sân mà nhỉ, ngoài. Quả ấy nhìn như trong sân ấy. Quả ấy giữa màn luôn hay sao ấy. Quả này trong sân này. Trọng tài bắt quả bóng ấy ra ngoài kìa, chán đời chưa? Quả trong sân giữa vạch luôn. Hai mươi mười tám cho thể công. Trọng tài biên bắt quả chán đời quá, quả trong sân kìa. Ta hép quả đấy chán đời quá. 19. Quả đấy làm sao ấy nhỉ? 21 18 đúng không? Mình nghĩ nhầm, 21 18. Đập bóng. Ninh Bình cắt cầu điểm rồi. 19 21. Hai hai mười chín. Xếp tốt vào rồi. Đặt rồi. Đây được quả nước này chắc chắn. Bóng tốt. 20-22. Điểm cho Ninh Bình. Đập bóng tốt. Điểm 23-20. Trọng tài xử cái quả đang ra đèo nghe này. Trọng tài bắt cái quả ép chán quá. Quả ép quá trong sân luôn. Bóng nó xuống rồi, nó sạc trực thấp cái gì. Bóng nó xuống rồi không có luật. Vô thư. Đấy, hút rồi. Cứu bằng niềm tin rồi. Điểm 21. 23. Những quả đấy nhìn trong sân. Trọng tài biên bắt quả. Chắc là thế thôi. Không nhưng có thể là trên vị thật.
lỗi là lỗi gì ấy? 4 chạm à? Dính sàn. Điểm số cuối cùng cho thẻ công 24-21. Ok, quả bóng chậm sân. Anh có chuyên ngành bóng chuyền đâu mà anh biết, anh chuyên ngành cầu lông thôi. Còn hai mươi hai hai bốn, liệu có lật được ngược tình thế không? Có những xe 24-20 rồi vẫn để thua 26-24. Mai chung kết chiều mai và chú Trinh vào xem chú Trinh nhá. Mai bắt đầu 3 giờ hơn gì đấy là đánh trận chung kết nữ, tối mới đánh chung kết nam. Tiếc quá, bên thẻ công đã kết thúc trận đấu đầu tiên số 25-22. Thẻ công đang tạm dẫn trước 1-0 rồi nha. Thì bọn Hóa Chất Đức Giang và hết rồi đây đúng không? À, thông tin chứ. Hóa Chất Đức Giang về rồi, đánh gì nữa? Đức Giang về rồi, thông tin, cháu nhận thông tin. Xếp 1 bạn Lê Huỳnh Gia Huy ơi. Bên thẻ công đang tạm dẫn trước 1-0. Nhưng trận Long An vẫn chưa đánh hết sức mà. Sáng nay phải cho mấy vừa mới kết thúc set đấu thứ nhất, chuẩn bị bước vào set đấu thứ hai. Chị Nguyệt vẫn chưa đi bán cá về. Hết thời gian nghỉ giải lao, hai đội tiếp tục vào thi đấu set đấu thứ hai. Liệu các chàng trai Ninh Bình có chiến thắng lại set này không? Hay là thả hai set để ăn ba set sau? Thẻ công phát bóng trước. Uyên mà đánh một như thế nó bắt hết. Chính nhất bóng. Phát bóng ra ngoài rồi. Điểm số đầu tiên cho Ninh Bình. Công 2-0. Chưa có điều gì. Nên mình đã được sự cổ vũ rất đông đảo của một lượng khán giả. Bóng tốt. 3-0 cho Ninh Bình. Ba không cho Ninh Bình rồi.
4-0 cho Ninh Bình. Cố lên Ninh Bình ơi. 4-0 rồi. Vũ Bình tĩnh lấy lại sát này đi, chúng tôi thi thế. Đập bóng không tốt, đổi điểm cho thẻ công 1-4. Lúc này tầm 21 độ thôi ông ạ, để 16 độ thì nó lại nát quá. Vẫn còn. Bóng trong sân. Điểm 2-4 cho thẻ công. Đập bóng tốt. Điểm 5-2. Điểm số 5-2. Bóng tốt của bên thẻ công, điểm số 3-5. Bắt bước một lỗi của bên Ninh Bình, điểm số 4-5 cho thẻ công. Bóng sang rồi, lưới rồi. Có nước rồi. Có nước dưới này rồi. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Ninh Bình sau 4. Ninh Bình phát bóng. Trọng tài xác định bóng ngoài sân rồi, rất tiếc. Sáu năm. Ông gặp mắt đi kia rồi. Đúng rồi. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Bóng lưới à? Điểm cho thẻ công 6 đều. Mình thấy bóng nam này xem trọng tài bắt cái kiểu gì ấy nhỉ? Đánh cũng không. Bắt nó cái kiểu gì ấy. Bóng tốt của số 14. 7-6 cho Ninh Bình. Cố lên nào Ninh Bình ơi. Ninh Bình ơi, cố lên.
tiếc quá. 7 đều cho Thể Công. Bảy đều cho Thể Công rồi. Định né bóng nhưng không thành công. Giờ cháu nghịch cho nó hết giờ rồi cô ạ. Chắc thế chị Quyền ạ. Nam đánh nhanh quá. Tại vì căn bản là em vừa phải nhìn màn hình like điện thoại để bình luận quay cho mọi người ấy, không xem trực tiếp nhiều. Đúng ra là có thể nhìn không nhanh. Đập bóng tốt của Ninh Bình. 8 đeo. Bóng nữ chắc là xem bóng nữ quen này. Wow. Giữa ngực quả đấy luôn. Thối ngực quả đấy luôn. Qua mạnh rồi. Đấy, thối ngực không ạ? Thật chiều ăn điểm lại phát bóng ra ngoài rồi. 9 đều. Anh Quân đây, hôm sau về mà không có dâu mực thì đơn không đến đâu nhá. Ninh Bình phát bóng. Bỏ bóng thành công. Điểm cho Ninh Bình 19. Tôi có lẽ là em sẽ để nguyên một góc này. Để nguyên một góc này để xem trực tiếp và có thể mình sẽ nói hay hơn. Mọi người chịu khó xem nhá. Em sẽ không lìa góc máy nữa. Số 16 giờ chưa đánh quả được quả nào. Và cướp bóng tốt của Ninh Bình. 11-9. Ninh Bình cố lên. Em chào anh Hanh ạ. Số 12. Bóng vẫn còn. Rất tiếc bóng chạm tay chắn ra ngoài. Pha nỗ lực cứu bóng của Thể Công vừa rồi bị lác mạng không xem được. Và ra ngoài tận khán đài bên kia thì vẫn cứu được. Em chào anh Văn Thanh. 12-10 cho Ninh Bình. Ninh Bình cố lên nào. Số 18 lại phát hỏng hai quả rồi. Chắc ăn mảng bình luận bên anh ạ. Ok và chị Dung nhé. Đập bóng tốt của số 8, 13-11. Sách 2 anh Thành Vinh ơi, sách 1 Thể Công đang tạm dẫn trước 1-0 rồi. Và đây đang thi đấu sách thi đấu thứ 2. Điểm số 13-11 cho Ninh Bình. Ninh Bình phát bóng. Còn mười hai mười ba cho Thể Công. Sao á?
quay nhưng mà quay nhưng mà nó để đèn. Mười bốn mười hai cho Ninh Bình. Đập bóng tốt. 13-14 cho Thể Công. Có vẻ như là ở dưới rất nhiều người đang cổ vũ cho Thể Công. Khán giả ở đây trầm quá. Khán giả ở đây quá trầm luôn. Lúc nào mà mình các bạn thấy lắc lắc giật giật là lúc không có điện thoại nha. Bom bóng tốt, bóng chạm tay chắn ra ngoài. Trọng tài bắt rất dứt khoát. 15-13. Set 2 bạn Nông Đốc ơi. Set 1 Thể Công đang dẫn trước, set 2 Ninh Bình đang dẫn điểm 15-13. Chắn bóng thành công, pha đập chồng rất khó chịu. Tiếc quá, không cứu bóng kịp rồi. Điểm 14-15 cho Thể Công. Đánh nhật quá ngọt. Bóng không qua lưới. 16-14 cho Ninh Bình. Cố lên Ninh Bình ơi. Có thể là đông người, và thứ hai là lúc nãy là mạng mình có vừa có người gọi ấy, nên là sẽ bị lag giật. Mười sáu mười bốn cho Ninh Bình. Tiếc quá. 15-16. 15-16 không có được gì. Đẳng cấp khá cao lên. Set 2 rồi anh Trung Lê à. Bóng tốt, rất sắc quả, bóng rất sắc. 17-15. Tiếc quá, điểm 16-17. Không thể ra được quả đấy, nó góc tầm đấy. Ngang người ra nào. Lập bóng tốt, bóng chạm ra chân bên ngoài. 18-16. Tôi giữ khoảng cách 2 điểm này là an toàn. Cố gắng thắm 25-23 đi. Cân bằng một đều. Xem một bên Thể Công đang thắng anh ạ. Lập bóng tốt. Điểm 17-18. Khoảng cách cứ mỗi đội ăn điểm trả ăn miếng trả miếng.
cơ hội thăng bằng. Bóng chặt tay chân ra ngoài 18 đều rồi. Ninh Bình cần hậu ý. Ninh Bình xin hậu ý. Ninh Bình vay rồi. Vua trách này thì đã đứt đứt. Ninh Bình mà trách này không gỡ được thua thì thôi ấy. Đều. Chú Tô Minh Hải ơi, con trai chú vào chung kết rồi nhá. Dễ sạch nằm lắm. Con trai chú vào chung kết rồi. Trận chung kết lại vào tối mai, cháu lại không like được. Rồi. Người 9, 18 cho Ninh Bình. Mai đánh chung kết anh ạ. Mai chung kết nữ trận thứ 2, chung kết nam trận cuối cùng. Xen kẽ vào đấy là hai trận tranh giải ba của nam và nữ. Mà em chỉ ai được trận chung kết nữ thôi. Vâng, em cũng hy vọng là lão qua rồi. Ăn được điểm để cho đối thủ một điểm này. Để công thay người số 6 ra sân, số 10 vào sân. Cố gắng. Trận Nam Long An thì em ra thì còn tí set cuối rồi. Tí set 4 Long An thắng. Còn mai nữ thì em có. Vâng, xem giúp tin luôn. Cái set mà 30-28 ấy sẽ đấy quá căng thẳng. Nhưng mà phải hỏi phải em về con việc kể Long An qua đây thế nào. Hai mươi 19 cho Ninh Bình. Bóng trọng tài có vẻ rất là sửa ghép. Trọng tài như ở Bắc Biên nhìn kém lắm. Chắc là không lên đâu. Chắc là chung kết không có ai like đâu bạn ạ. Chẳng biết là có ai trực tiếp rồi. Ôi, nó có hát gì. Mắt đều vừa chết lắm. Con hay quá. Con ai sủ ép mày. 22-20. Anh ơi em chỉ like được trận nữ thôi anh ạ. Vì trận nam đánh tối. Tối em lại có hẹn luôn rồi. Công xin hội ý điểm 2-20 rồi. Mình cảm giác trọng tài xử rất ép cho Ninh Bình. 2-20 rồi. Nhà thi đấu đã hết tất cả các chỗ ngồi rồi. Xem này nữa mình đang là cao. Ép.
đang 22-20 anh ạ. Thẻ công đang tạm dẫn trước một set, set này là set đầu thứ hai. Hai 20 Ninh Bình đang dẫn trước, đang dẫn set này. Còn đang set 2 thì set 1 là thẻ công thắng. Ninh Bình cố lên nào. Tí chẳng may mà nó có hết mê thì mọi người vào xem lại nhá, để mình mua mê đăng ký xem lại. Còn trọng tài chưa bắt. Con tiếc quá, không thành công. 21-20 tiếc quá. Tất nhiên rồi anh Trung Lê ơi, tất nhiên rồi. Linh Bình và chung kết mà vào gặp Long An thì khả năng cửa cho Long An cao hơn. Con sang rồi. Cứu bóng rất tốt của các bạn nam. Rồi 2-3-2-1. Vâng, ok anh, em trận đấy không like được, tiếc quá. Tại vì lúc đấy cũng không có chỗ để ngồi like nữa ấy. Con hát quá được, cố lên. Khán giả đứng kín sân khán đài luôn. Cầu của thể công 2-2-2-3 rồi. Nữ thì chắc mai phải tầm 3:30 chiều anh nhé. Chắc phải tầm đấy. Tại vì là tranh giải ba một trận nam trước. Ninh Bình cắt cầu để đi. 2-2-2-5 tiếc quá. Bây giờ đang dẫn trước một điểm. Còn được rồi. Tiếc quá, bóng lại ra ngoài. Bóng ngoài chưa chạm tay chắn. 2-3 đều. Cái này khuất lên cái vạch biên bên này. Thế nhỉ? Ra bảo là không được lấy thịt đèn người. Không được lấy thịt đèn người nữa. 23 đều rồi. Ninh Bình cố lên, 35 cố lên. Set 2 bạn ơi. Ở sân thể thao của huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc anh nhé. Chắc trai Ninh Bình. Còn một điểm nữa thôi các em ơi, cố lên. Ninh Bình ơi,
cơ hội thứ hai cho các em kết thúc trận trận đấu vào. Cơ hội thứ hai cho Ninh Bình kết thúc trận đấu 25-24. Tiếc, cố lên nào Ninh Bình ơi, cố lên nào. Ăn bóng trong sân rồi, trọng tài biên bắt quả ngoài sao chán đấy nhỉ. Một đều rồi. Trọng tài trong rồi, đùi trong quả, mấy quả bị ấy là trọng tài bắt biên quả đấy. Quả này là trong rồi. Tỷ số một đều cho Ninh Bình và thẻ công. Trọng tài biên bắt chán. Cái quả mà lúc nãy mà bên Ninh Bình đổi sắc ngọt đấy, quả đấy là cũng trong sân lại bắt ngoài. Cái không, quả đấy là 20 hay 21 đèo đấy. Trọng tài chính quả đấy quá trong sân luôn. Trọng tài cũng chuyên nghiệp gì cả. Để em check tin nhắn tí. Trọng tài biên chán thật. Trọng tài cố lên. Trọng tài cố lên. Hết giờ giải lao, hai đội tiếp tục vào thi đấu. Ninh Bình sẽ bóng trước. Số 12. Thủ tốt của Ribeiro à. Bóng ngoài sân. Điểm số 1-0 cho thẻ công. Cái đấy thì do huấn luyện viên thôi chị ạ, chứ em không có chuyên môn, cái đấy em không nhắn được. Ai mà được bắt yếu. Khả năng là thẻ công đứng sân thắng rồi, 3-0 rồi. Đứng bên trái, sân bên trái màn hình là phong thủy toàn thế thắng thôi. Bốn không rồi. Ninh Bình xin hội ý. Đúng
Ok anh. Ngồi dưới đây thì thang rồi. Một bốn ông ba đóng bên này, bước đóng bên trái đóng như gì chưa đàn ai mắc gì hết, chạm lưới của Ninh Bình mất rồi. 5-1. Mọi người khả năng em lái hết sách này em nghỉ buổi tối giờ chưa ăn cái gì. Đứng dậy đi lại tí thì đứng dậy thì kiểu gì mất chỗ rồi. Không, em sẽ cập nhật tỷ số cho mọi người nhá. Nếu mà sách 5 mà còn thì 2-5. Chặn bóng rất tốt của Ninh Bình. Chặn đôi đó. Chặn ok, tí em phải tắt tạm like để em check tin nhắn đã. Em dừng tạm like tí, em phải dừng tạm like em check tin nhắn đã. Còn đập vạch 3 mét xịt rồi. Sáu ba để công đang dẫn 6-6. 6-3. Nỗ lực cứu bóng rất tốt của bên Ninh Bình. Còn tiếc quá bị vướng bàn trọng tài không cứu được. Bảy ba. Tiếp tục vui rồi. 8-3 cho thẻ công. Bóng chạm tay chân ra ngoài, đổi điểm cho Ninh Bình 4-8. Ngoài sân 9-4. Hãy
Chưa. Còn. Thiết định. Bóng chạm tay chắn ra ngoài, điểm cho Ninh Bình 5-9. Còn bóng tốt 6-9. Chắn bóng tốt. Ôi, chẳng không đủ lực nữa rồi, không đủ lực để chặn bóng. Quá xa. Thể công xin lỗi ý. Bình thường đội nam này thì mình cũng không chưa thích đội nào cả. 9-10 rồi tỷ số đang một đều, đang muốn đánh cả hậu đánh 5 set đi cho nó đảo nó vui. Vẫn còn các em ơi, còn tiếc quá. 11-9. Thank you.
10-3-10. Có thể công. Ngoài sân. Đang một đều. Đúng rồi, đang một đều. 12-13 set đấu thứ 3 cho Ninh Bình. 13 đều. Một đều đang sách đầu thứ 3. Bóng nam mà ít người xem. Mười ba đều. Ninh Bình phát bóng. Còn đập bóng quá mạnh. 14-13. Bóng tốt, 14 đều. Đang một đều anh Cảnh ơi. Đập bóng lao tốt. 15-14 cho thể công. Công lưới 15 đều. Đây là đang tranh huy chương bạc. Đây là đang tranh huy chương bạc gì nữa. Đây là đang tranh huy chương bạc không ạ? Có bóng. 16-15 cho thẻ cơm. Còn
16 đâu. Mai mình không live chung kết nam đâu bạn ơi, mình chỉ live chung kết nữ thôi. Mười sáu đào. Trọng tài biên lại bắt cú láo rồi. Quái ngoài, trọng tài biên bắt kém đấy kìa. Quả đấy còn nghi chắc tay chắn rồi chứ còn quả đấy là ngoài. Chán quá. Trọng tài chính người ta quyết định rồi. Quả đấy là không biết trọng tài chắn hay không, quả đấy ngoài. Mua. Yeah. Chung kết nam mai phải tầm 8 giờ, 8 rưỡi cơ. À, 8 rưỡi tối. Mười bảy nào. Trọng tài biên bắt chán quá. Chuyển hai tốt phết nhỉ. Tại biên bắt như bíp. Bao nhiêu quả bên Ninh Bình chết oan. Mười tám, mười bảy như thể công. Mười chín, mười bảy phải không? Mười chín, mười bảy cho thể công. Mười tám, mười chín cho Ninh Bình. Chín đào bắt được một lôi. Chưa hết đâu. Nếu mà hết là không phát được nữa rồi. Chắc ở trong này đông quá. Trong này đông người quá bạn ạ. Nhưng nếu mà mình mà hết mê là không phát được nữa. Là phải mua thêm mê. Chắn bóng tốt, 10, 20, 19. Bắt bài thế mà. Quả chắn chắc rồi nhỉ. Quả chắn chắc.
dưới thì con nó vẫn chưa có kinh nghiệm mấy. Hai mươi đều. Bây giờ thằng nào sơ sẩy cái là thua ngay. Hai mươi đều rồi. Mốt 20 Ninh Bình. Do mạng của máy anh đấy. Ngoài. Wow. Mốt đều do mạng của từng người mà. Trận này rất căng thẳng. Trong này đông người quá. 22-21. Còn em ơi, đủ 3 bước. Ê! Ê! Thực ra trận này là tôi quay cho mọi người xem thôi, chứ còn tôi thì cũng không mục đích không phải là quay live Nam. Xem được thì thôi, còn nhiều người ta vẫn xem được mà. Còn các em ơi. 24-21 rồi. Hơi cậy người ta chị ạ. 24-21 rồi, Ninh Bình cố lên em ơi. Đấy, cái ánh phải sung sung này mới có hứng để livestream. Nếu mà kết thúc sách này em tạm dừng một tí để em check inbox nha.
đi lên. Ninh Bình thắng set 3, 2-1. Các bạn quay lại live stream.